Chào mọi người, Viên khoe với mọi người dàn đổi bắp của Viên nè. Viên trồng 24 cây nè. Mới đầu cái cây đậu bắp nó bị siêu vi trùng, trên siêu vi khuẩn, cho nên là cái cây đậu bắp nó không phát triển. Mai nhờ chữa được kịp cho nên bây giờ nó phát triển rồi đó, cũng vui mừng, cũng rất là mừng luôn. Có được 24 cây đậu bắp này thì mình ăn vô tư nha. Rồi khổ qua mấy trái khổ qua chiều nay mình sẽ thu hoạch nè. Chiều nay mình cũng sẽ thu hoạch bó xôi này. Bó xôi này mình thu hoạch lần thứ 5 rồi đó các bạn ơi. Mình ăn xong mình cắt xong mình chăm sóc là thu hoạch. Rồi cái này mình ra thùng đất nè, bây giờ nó phát triển đẹp cho các bạn. Cái này là dùng để ăn lẩu chua này. Rồi dần rau này mình đang thu hoạch nha các bạn. Rất là đẹp. Mùa nắng trồng rau mà mình chăm sóc kỹ thì mình thu hoạch là ok, cứ đúng 30 ngày là mình hoặc cái này được 16 ngày rồi, ăn cái dần đó là 3 dần này là vừa. Tiếp tục mình sẽ cho các bạn cái dần này cũng được 10 ngày rồi, à không tất mới 7 ngày chứ. Con giống chuẩn bị để lên dần ngang này. Cái này thu hoạch xong là chờ lên cái giờ đó. Mùa nắng là cũng rất là đẹp luôn, có cái rau thơm đẹp quá bạn ơi, mình ăn quá trời quá đất mà nó vẫn xum xê. Mà mùa nắng thì mình phải chăm nước, cứ một hai ngày là mình chăm, mình cứ phải xem coi nếu mà nó thiếu là mình phải chăm để cho được như thế. Rau thơm bạn ơi, rất là thơm ngon luôn các bạn. Biết chuyến này mình có mấy cây dưa leo lên rất là đẹp mà không biết nó có cho trái nữa không. Cái này tao muốn thu cũng được mấy bữa rồi, bữa nay nó cũng đang phát triển rất là đẹp luôn. Mình đang trồng thí nghiệm dưa leo thủy canh đó mọi người. Mình được 4-5 ngày rồi, có gì mình sẽ cập nhật hàng ngày cho và chia sẻ cho các bạn nha. Cây chua thì mình đã ăn 2-3 cây rồi, bây giờ nó vẫn còn cho trái mọi người ơi. Cây cà chua hoang mà nó ok chưa, nó đang chuẩn bị cho một lứa trái tiếp đây các bạn, quá đẹp luôn. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người một ngày tốt lành.